Rồi, đây là em ngồi thử cho anh em xem nhá. Nó rất là êm ái và chịu được rất là tốt. Đấy. Và cái bề rộng của nó rất là thoải mái anh em nhá. Đấy, các bác có thể ngồi đông đưa các kiểu được như này. Hoặc là ngồi xem thư giãn. Đấy. Rồi ok, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với video tiếp theo của em nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chia sẻ đến cho anh em vào cái khung giờ là buổi sáng. Đó thì anh em video này thì em sẽ chia sẻ một số những cái dòng mẫu túi da và thắt lưng da đấy, của thương hiệu Audi rồi là Ferrari, hàng này hàng của USA anh em nhé. Thì và đây là những cái mẫu túi da, túi đeo chéo, túi đeo bụng và túi đeo vai đấy. Thì để anh em đi vào chi tiết thì anh em giúp em xin một nút like nhá. Đấy, ok anh em này. Sản phẩm đầu tiên thì sẽ lên như mọi khi là những cái mẫu túi túi đeo vắt vai như này. Đấy, túi đeo vắt vai như này. Thì cái mẫu màu xanh này thì vẫn còn nhá. Mẫu màu xanh này cũng có một cái thương hiệu đánh đàn guitar này, ông béo đánh đàn guitar thương hiệu của Mỹ này. Tune này. Đó, và thêm những cái dòng túi mới về như này. Đấy, rất là mềm nhá, những cái dòng da như này rất là mềm, quá là quá đồng. Đấy, đây này. Những cái dòng dây này rất là xịn sò luôn anh em nhé, dòng da này đấy, rất là mềm mại nhá. Đây là dòng da cá sấu này đó, và giá của nó rất là rẻ anh em nhé, giá nó rất là rẻ. Đây anh em đeo vào đây này đấy, có thể đeo trước ngực được, đeo trước ngực được như này, hoặc là đeo sau lưng cũng được đấy, tùy thuộc vào mọi người đeo đấy. Khóa là khóa đồng này, rất là trơn tru cho mọi người đấy. Cái này thì các bác có thể đựng điện thoại này. Đấy, đựng ví viết ở trong này đấy, các đồ dùng như là sạc điện thoại các kiểu, các bác đi hay đi du lịch có thể đeo cái dòng này, rất là nhỏ gọn và cá tính nhá các bác nhá. Dòng da này đấy, dòng da mềm mại lắm nhá anh em nhá, mềm xèo luôn như này này đấy, mềm rất là mềm, dây đeo này anh em này thấy không đấy. Rồi ok này, một cái mẫu ở đây thì sẽ có ba loại. Một loại là màu nâu đậm này. Đấy, anh em thích cái màu trầm trầm tí thì mình có thể là dùng cái dòng màu nâu đậm như này đó. Và đây là màu xám này anh em nhé, màu xám rất là đẹp. Đây là chứa đựng cái gì, nếu mà các bác bỏ đồ đạc vào thì nó lên form, nó form túi rất là đẹp đấy, nó rất là mềm mại. Rồi và tiếp theo là một cái màu xanh như thế này, màu xanh như này có chú tễu này. Đấy, chú tiểu gầy đàn đó. Rồi ok anh em nhé, một cái mẫu như này thì túi đeo chéo, túi đeo lưng nhá. Đây này, để em sẽ mô phỏng cho anh em. Rồi ok, đây là cái mẫu túi đeo lưng như này. Đấy, các bác có thể đeo vào bụng được, và các bác có thể luồn qua về sau được như này. Đây, các bác có thể luồn về sau được nhá. Đó, đây chúng ta sẽ luồn về đằng sau như này. Đấy, chúng ta sẽ luồn về đằng sau đeo như này. Đấy, rất là hay anh em nhá. Đó, thì một cái mẫu túi như này anh em đeo rất là đẹp. Đấy. Các bác có thấy không? Rất là ổn luôn nhá. Rồi ok anh em này. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái túi đeo bụng như này nữa. Đấy. Túi đeo bụng, hàng này thì nó là anh em có thể tham khảo nhá. Hàng này thì nó là thương hiệu của ông thần tài gảy đàn này. Đấy. Hàng này thì nó là như kiểu là hàng thương hiệu của hàng Mỹ rồi đấy. Đấy, dòng này nó dòng đeo bụng như này các bác nhé. Dòng đeo bụng. Rồi, tiếp theo là túi đeo bụng nhá các bác nhá. Túi đeo bụng như này. Rất là cá tính và một cái phong cách rất là trẻ trung. Đấy, thì anh em có thể dùng những cái mẫu như này. Đặc biệt hơn là anh em mua về tặng bà xã nhà mình được. Tặng bà xã nhà mình dùng cái dòng mẫu này, có thể là mình kinh doanh, mình buôn bán các thứ, mình trả tiền nó rất là nhàn, rất là nhanh. Đó, ok anh em này. Rất là đẹp nhá. Đây là cái túi đeo bụng nhá các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể là quay về đằng trước. Đấy, như này thì các bác có thể quan sát kỹ hơn này. Đấy, khóa đồng này. Đấy, đây là chưa lên form nhá, chưa lên form. Đấy, các bác đựng đồ đạc vào thì nó mới lên form được. Chất da thì cực kỳ là ngon lành luôn. Giá của nó thì cũng chỉ là 250.000 thôi anh em nhé, 250.000 thôi.
thì các bác lựa chọn cái dòng sản phẩm nào cũng được. Đấy, lựa chọn sản phẩm nào cũng được để tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mọi người nhá. Đấy, chất da cực kỳ ngon. Tiếp theo thì em về thêm được một cái dòng mẫu túi như này. Đấy, dòng mẫu túi như này thì nó cũng có hai màu, một màu nâu, một màu nâu và một màu xám nhạt như này. Đấy, một màu xám nhạt như này và một màu nâu nha. Thì cái dòng như này ấy, nó sẽ cũng được thiết kế là hai khóa đồng. Đây, rất là trơn tru. Và rất là trơn tru và sẽ có một ngăn đằng trước này. Ngăn tiếp theo này. Đây. Đấy, ngăn tiếp theo này. Và ngăn đây nữa này. Đấy, trong này sẽ có là dây đựng nhá, về các bác quạt vô. Đấy, móc đồng hết này mọi người này. Móc đồng nhá. Đằng sau này có một ấy nữa này các bác này. Một túi nữa này, quá cực kỳ là trơn. Quá cực kỳ là trơn luôn. Những cái đường kim, những cái đường may này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác. Đây là một cái dòng túi này, nó lên form rồi này. Lên form em đựng một số những món đồ sơ qua thì nó lên form như này cho các bác này. Đấy. Đây nhá, anh em đeo cái túi này rất là đẹp này. Đấy, các bác dùng cái dòng túi như này rất là hợp lý này. Đấy, chúng ta có thể đeo đi du lịch rồi là đi đâu đó thì rất là đẹp nhá, rất là thanh lịch. Đấy, và mang một cái phong cách gì đó rất là mới mẻ. Đấy anh em nhá, thì nó sẽ có những cái ngăn là 1, 2, 3, bất tổng thể là 4 ngăn. Đấy, kích thước của nó, chiều cao của nó là hơn 20 phân và chiều ngang của nó là 20 phân các bác nhé, 20 phân. Đó, rất là ngon. Dòng dây này, dòng dây của nó rất là đẹp như này, rất là mịn màng như này. Đó, và cái mẫu túi này là giá của nó là 300.000 các bác nhé. Đấy, mẫu túi này giá là 300.000 cho anh em một cái mẫu túi như này, rất là ngon. Da đảm bảo là da ngon lành cho mọi người nhá, da chất luôn. Đấy, khóa đồng, móc đồng cho anh em nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một số những cái dòng dây thắt lưng, còn gọi đó là dòng dây nịt nhá. Ở đây thì nó là dòng dây ép thắt lưng của USA và da của nó cực kỳ xịn sò luôn. Nó có những cái mặt rất là thương hiệu như là mặt Lexu này, mặt Audi này, mặt ngựa này. Đấy, mặt ngựa này là mặt Ferrari. Đấy, mặt ngựa mặt Ferrari cực kỳ là chất luôn. Và tiếp theo là mặt Rossi anh em nhé. Đấy, xịn sò cực kỳ luôn, khóa này cực kỳ là chất lượng, gửi đến cho anh em nhé. Mặt này là mặt trơn. Mặt trơn này thì mang phong cách rất là quý tộc luôn anh em ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Để đi vào chi tiết thì em sẽ lên cho anh em từng mã một. Ở đây là mặt dây thắt lưng xỏ lỗ này. Dây thắt lưng xỏ lỗ này thì dành cho anh em hay mặc quần jean. Mặc quần jean, đó là mặc quần bò, chúng ta đeo và mang phong cách rất là mạnh mẽ. Ok anh em này, đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em một cái mặt Lexu nhá. Mặt Lexu như này thì trên này thì nó được làm bằng dạng nhám mờ như này. Vùng quanh là một cái viền bóng rất là đẹp nha, rất là đẹp. Đấy, phần khóa hôm nay quan trọng nhất đấy là nó là cái phần da nhé các bác nhé. Cái phần da này thì cam kết với mọi người luôn là dòng da xịn luôn đấy, hàng made in USA như thế này. Đấy, da cực kỳ là tuyệt đối là hàng chắc chắn cực xịn luôn cho anh em đó. Còn là lúc nào cũng hướng đến cho mọi người là một cái sản phẩm tốt nhất dành cho anh em. Đấy, nó ở đây nó có những cái phần khóa này. Đấy, phần khóa tành tạch như này. Đấy, nó sẽ không bị tuột ra, không bị long ra như này nhá mọi người nhá. Đấy, ok anh em này. Lexu nhá. Mặt Lexu nó có cả mặt nâu đậm và lòng dây đen. Đó, thì tùy thuộc vào anh em thích cái màu nào thì em sẽ gửi cho cái màu đó nhá. Đấy, đây này. Mặt đen thì em nhìn nó chất lượng hơn này. Đấy, ok anh em nhá. Đây là mặt Lexu này. Rồi, tiếp theo là em sẽ lên cho anh em một cái mặt Audi nhá. À, đây, lên trước cho anh em một cái mặt dòng dây xỏ lỗ đi. Dây xỏ lỗ này. Đấy, chất da này thì nó sẽ làm sẵn cho anh em những cái dòng chất da này, anh em có thể về đốt thử luôn. Đấy, lấy bật lửa ra đốt. Nếu mà là dòng cao su thì nó sẽ cháy luôn, anh em yên tâm nhá.
hoàn toàn là hàng made in USA, da cực kỳ chất lượng, da cực kỳ chất lượng cho anh em. Đấy, các bác xỏ lỗ mặt này cũng tương đối là đẹp, trong xỏ lỗ như này. Đây, để em đút vào thử cho anh em nhìn. Những cái dòng như này anh em mặc quần tây, à quần jean rất là đẹp nhá, quần jean rất là đẹp. Đấy. Rồi, ok anh em này. Một cái mẫu như này thì giá của nó là đồng giá cho anh em là 250.000 đồng, 250.000 đồng trên một cái dây thắt lưng. Và tiếp theo là một cái mặt Audi. Một cái mặt Audi như này thì nó cũng có hai mặt, hai loại dây, một dây nâu đậm và một dòng dây đen. Đấy. Anh em thấy không? Đẹp không? Quá là đẹp luôn. Ở đây phần này nó làm dạng vân mờ nhá. Đấy. Nhám mờ mọi người ạ, gọi là nhám mờ. Đấy, rất chi là đẹp. Ok anh em này. Đấy, có cả mặt đen đấy nhá các bác nhá, mặt đen như này nữa. Thì những cái dòng như này thì em đã có giới thiệu trên kênh vào cái video trước rồi. Nay em giới thiệu lại cho anh em nào chưa xem được cái video đó thì có thể xem được những cái dòng mẫu thắt lưng như này. Đó, anh em có thể thay đổi phong cách hoặc sưu tầm những cái mẫu như này rất là đẹp như này mọi người ha. Rồi, ok. Mặt này là mặt Ferrari mọi người nhá, Ferrari. Đấy, rất đẹp. Rồi, ok anh em này, mặt Ferrari này. Còn rất chất da của nó thì anh em yên tâm nhá. Chất da của nó thì anh em yên tâm một điều là nó là hàng cực kỳ ngon, hàng xịn luôn cho mọi người. Ok anh em này. Tiếp theo là một cái mặt nữa, đó là mặt Rossi. Đấy. Rồi, ok anh em nhá. Chất da của nó như này. Đây là màu nâu đậm. Đấy, em sẽ xỏ vào luôn cho anh em để anh em có thể là nhìn hình dung ra được. Đấy, có khóa hết nha, có phần này phần lẫy này, các bác muốn rút ra thì ấn lẫy để rút ra này. Đấy. Rồi, ok anh em thấy cái mẫu này được không? Rồi, các bác nào thích cái mẫu nào thì có thể liên hệ nhá, liên hệ. Rồi, ok này. Tiếp theo là một cái mặt trơn. Mặt trơn như này thì nó cũng được rất nhiều người anh em thích này. Đó, tức là mỗi người một sở thích. Đấy, các bác nào thích cái mặt nào thì có thể liên hệ nhá. Mặt này thì nó là dòng mặt trơn bóng như này. Họa tiết hoa văn của nó thì nó rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản. Màu là màu vàng. Đấy, màu vàng, hàng made in USA. Rồi, ok anh em nhá. Một cái mẫu như này thì shop đang gửi đến mọi người với cái mức giá là 250.000 đồng trên một mẫu thắt lưng. Thì anh em nào đã quan tâm đến cái mẫu nào rồi thì cứ liên hệ với em qua hai cái số điện thoại trên màn hình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mẫu bơm chất lượng. Đấy, mẫu này thì nó chất lượng từ trước tới nay rồi. Nó là sản phẩm mới về nhưng mà nó là dòng cao cấp của Nhật nên là muốn chia sẻ luôn cho anh em. Và số lượng nó không có nhiều, số lượng không có nhiều. Video trước thì đã gần như là hết một nữa rồi, còn có đâu đó có 15 chiếc nữa thôi. Đấy, con mẫu bơm như này thì nó cực kỳ là chắc chắn cho anh em. Đấy, phần này phần mở khóa nhé các bác, mở khóa này. Đấy, và nó là dòng bơm 2T. Đấy, bơm 2T và được làm bằng cái này là được làm bằng hợp kim gang này. Cân nặng của nó cực kỳ là nặng luôn. Đấy, nó không như cái con bữa trước thì nó là dòng tầm giá rẻ, nhưng cái mẫu này thì nó là dòng mẫu đắt tiền và cái dòng mẫu chắc chắn nhất. Khung sườn của nó được làm liền mạch như này. Đấy. 2T. Cái này thì nó không có phải là bằng nhựa như cái con mẫu trước này. Đấy, đây. Em chia sẻ một cái mẫu em đang vẫn bán trên kênh. Rồi, đây là hai loại. Đấy. Dòng này thì nó đến từ thương hiệu Stanley Japan và cái ti này nó được làm bằng nhựa này. Đấy, cái ống này nó được làm bằng nhựa các bác nhá, được làm bằng nhựa, bọc nhựa. Đấy, được làm bằng nhựa. Và cái bản này nó vẫn nhỏ hơn. Đấy, bản của nó vẫn nhỏ hơn thương hiệu Stanley Japan này. Đấy. Thì con này á nó giá của nó thì giá rẻ hơn chỉ có 270.000 thôi. 270.000 một con mẫu như này. Thì các khung sườn của nó thì nó cũng tương đối là chắc chắn nhưng mà nó sẽ mỏng hơn, độ dày của nó, con này nó dày hơn rất là nhiều. Đấy. Và cái trục ti này nó nhỏ hơn cái trục ti bên hông bên này. Đấy. Và cái phần ống này thì nó được làm bằng nhựa này. Nhưng con này thì nó được làm bằng
bằng chất thép nhá, bằng chất thép luôn anh em nhá, chất thép này. Đó anh em nhá. Lên bơm tối đa lên tới 1000 kPa này, 1000 kPa nhá anh em nhá. Đó. Và bản của nó cầm nó đầm tay, nó nặng. Rồi. Thì cái mẫu này trên shop đang gửi đến mọi người với cái mức giá là 270.000 này. Đây là con bản cũ này. Con bản cũ 270.000. Nay thì sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái mẫu này. Đấy. Giá của nó là 450.000 nhá, 450.000. Phần dưới này thì nó sẽ có những cái phần dắt ống này. Phần dắt ống này. Cái này thì được làm bằng hợp kim hết. Đấy. Hợp kim hết nhá mọi người nhá. Rất là chắc chắn này. Phần này thì phần bằng hợp kim nhôm này. À sorry mọi người, hợp kim gang, hợp kim gang. Và khung sườn của nó dày gấp đôi con kia luôn. Khung sườn dày gấp đôi và nặng hơn rất là nhiều. Đấy. Và rất là nhẹ nhá, hơi đẩy rất là nhẹ. Đấy anh em nhá. Rồi. Một cái mẫu như này. Đây. Nó có bơm tất cả rất là nhiều, từ ô tô 5 chỗ này, mô tô, xe đạp, xe cứu ấy này, rồi là bóng rổ này, xe đầu kéo luôn này anh em này. Đấy các bác thấy không? Bơm cả xe đầu kéo luôn này. Đó. Và con này. Đấy. Các thứ thông tin của nó ở đây hết mọi người nhá. Rồi, em sẽ báo giá cho anh em một cái sản phẩm như thế này. Giá là 450.000 đồng. Thì dòng này nó là dòng mã bơm vàng nhá. Đấy thì anh em lên mã giúp em là bơm vàng. Đấy khóa, phần khóa đây. Đấy phần khóa của nó đây. Mẫu bơm vàng nha anh em nhá. Các bác bảo cho anh một cái bơm vàng, bơm 2 ti vàng. Thì mẫu này giá là 450.000. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ này. Đây đồng hồ của nó đây nhá. Đó, các bác cần thì có thể liên hệ này. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái mẫu ghế hơi. Đợt này miền Bắc thì đang vào cái chu kỳ lạnh rồi. Anh em mà ngồi cái dòng ghế hơi này thì mình thư giãn rồi là ngồi rất là ấm và rất là êm ái. Đấy, không gây bị đau xương rồi các thứ, rất là mềm mại cho anh em và các bác nhá. Thì cái con này kích thước của nó là đây. Lát này em sẽ chia sẻ sâu hơn. Thì bên ngoài em chia sẻ cái phần bề ngoài của nó đã nhá. Cái phần đế để chân này thì chỉ độ cao của nó là 31 cm, đường kính của nó là 62 cm. Đấy, cái phần ghế ngồi thì độ ngang này, bề ngang của nó là 98 cm, và độ chiều đây là bề rộng. Đấy, chiều cao của nó là 116 cm và độ dài của nó là 83 cm. Đấy, thì nó nguyên bản như này. Về các bác về bơm cho em nhá, dùng cái bơm em vừa giới thiệu cho anh em nhá. Bơm thì cực kỳ là ngon, con này chứa rất là nhiều hơi. Đây, anh em có thể nhìn thấy là nó rất là to. Đấy, về các bác tự bơm hơi vào nhá. Mặt trên như này thì nó được thiết kế là dạng nhung tuyết như này, rất là mềm mại nhá, rất là mềm mại. Và con này nó dùng bằng hơi. Đấy, phần đế của nó đây các bác nhá. Phần đế của nó đây. Các bác về bơm cho em ở phần đáy này. Đấy, bơm hơi vào ở phần đáy. Và con này chịu tải là hơn 1 tạ các bác nhá, hơn 1 tạ cơ. Đấy, đây là phần để chân này. Phần để chân này, ngồi cực kỳ êm ái luôn anh em nhá, ngồi cực kỳ êm ái. Rồi, đây là em ngồi thử cho anh em xem nhá. Nó rất là êm ái và chịu được rất là tốt. Đấy. Và cái bề rộng của nó rất là thoải mái anh em nhá. Đấy, các bác có thể ngồi đông đưa các kiểu được như này. Hoặc là ngồi xem thư giãn. Đấy. Mình có thể đắp thêm một cái chăn ở đây mà mình ngủ cũng được. Nếu mà vợ mình có bắt ra không cho ngủ cùng thì các bác có thể dùng những cái chăn ra đây ngủ cũng được. Rất là êm ái nhá. Đó thì chất da này, chất phủ bên đằng trên như này thì nó được làm bằng hệ nhung tuyết nhá anh em nhá, nhung tuyết này. Rất là ấm. Đấy, mặt sau này thì nó là dòng cái dạng chứa được hơi. Con này chứa được rất là nhiều hơi nhá, anh em mà bơm thì có thể có khả năng anh em phải dùng cái dòng bơm của em vừa giới thiệu, hoặc là các bác có thể mang ra những cái quán bơm xe có những cái dòng máy nén khí bơm thì nó nhanh hơn.
Ok anh em này. Đó, thì anh em nào cần cái mẫu ghế hơi này để thư giãn nằm thì có thể liên hệ với em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì shop về thêm một số những cái dòng vớ anh em nhá. Dòng này thì nó là dòng Adidas chính hiệu luôn anh em ạ. Và nó là dòng cao cấp. Đấy. Thì miền Bắc này thì nó đang đi vào cái kỳ lạnh rồi. Hoặc anh em Sài Gòn anh em có thể đi những cái dòng vớ như này rất là xịn sò luôn. Đó. Thì em có gửi đến cho anh em những cái dòng chất lượng nhá. Ở đây là dòng vớ cổ cao. Đấy. Cái này thì chất liệu của nó thì nó cực kỳ là xịn luôn cho anh em. Đấy. Rất là xịn sò cho anh em để anh em có thể sử dụng. Những cái dòng vớ thì nó rất là nhiều loại. Đấy, nhưng mà em lựa chọn được những cái dòng này là dòng cao cấp nhất cho anh em này, co giãn này. Đấy. Dòng này nó cũng tương đối là to nhá, không phải là dòng chân bé đâu anh em ạ. Không phải chân bé đâu nhá. Con này thì nó được sản xuất tại công xưởng China. Đấy, hàng Adidas. Đấy, thì công xưởng của nó đa phần ở bên China thôi. Đấy. Và giá thành của nó là một vỉ như này, em bán theo vỉ nha anh em nhá. Em gửi đến cho anh em theo vỉ, một vỉ như này là 12 đôi. Giá thành của nó là 180.000 một đôi. Đấy, 180.000 một vỉ anh em nhá. 180.000 một vỉ. Cực kỳ là chất lượng cho anh em và các bác đi những cái đồi vớ tất như thế này. Cổ cao rất là ấm qua mắt cá. Đấy, hàng Adidas luôn nhá, hàng Adidas luôn cho anh em này. Đấy. Ok, các bác nào quan tâm đến cái mẫu tất này thì có thể liên hệ với em nhá. Rồi, đồ đạc thì rất là ngổn ngang mà chưa giới thiệu được hết cho mọi người tham khảo ở đây. Đồ nghề thì vẫn còn rất là nhiều. Một số những cái đồ dùng như đồ dùng nhà bếp này, rồi một số những cái bóng đèn, rồi nồi chiên 8 lít anh em nhé. Nồi chiên 8 lít thì ở những cái video trước em đã chia sẻ đến cho anh chị em rồi. Đó, thì để video sau em đã chia sẻ nhiều hơn nữa. Ok, anh em nào chưa giúp em Thanh xin nút like thì giúp em một nút like nhá, nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em. Có rất nhiều sản phẩm thì em nên lên từng video một cho anh em tham khảo nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau.